chuyện có thật ở Việt Nam. Một cô gái người Việt lấy chồng nước ngoài, sáng vợ kêu đi mua cháo cho con, đi một hồi anh ta quay về mặt thì tái mét, chân tay run lập cập. Cô vợ thấy thế liền hỏi: anh làm sao thế, mà anh đã mua cháo cho con chưa? Anh ta trả lời vợ mà mặt vẫn tỏ ra kinh hoàng: thôi thôi, không cho con ăn cháo ở ngoài cửa hàng nữa, anh sợ quá em ạ. Cô vợ ngạc nhiên và nghĩ trong đầu quái lạ, có điều gì mà anh ấy sợ thế nhỉ? Và cô gặng hỏi anh: sao mà sợ hả anh? Anh chồng lôi cái điện thoại ra chìa cho vợ cái biển quảng cáo có hiệu bán cháo và bảo: mấy hàng đều bán, cháo thịt người em ạ. Cô vợ nhìn thấy thì bật cười lớn khiến anh chồng ngơ ngác.